Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Rồi, cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cùng nhau mở ra lời Chúa ở trong sách Matthew chương 13. Hôm nay chúng ta sẽ học cái loại đất thứ ba. Loại đất thứ ba đó là đất gai góc. Chúng ta cùng đọc lại phần Kinh Thánh này. Từ câu số 4 cho đến câu số 9. Matthew đoạn 13 câu 4 đến câu 9. Từ câu 4. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đằng gieo. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống mà ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu liền mọc lên. Xong khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngồi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì sanh trái, hoặc một hộp ra được 100, hoặc hộp khác 60, hoặc một khác 30. Ai có tai hãy nghe. Xin đọc thêm từ câu số 18. Ấy vậy, các người hãy nghe nghĩa về ví dụ về gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu giống hộp giống rơi ra dọc đàng. Người nào chịu hộp giống rơi ra đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, liền vấp phạm. Câu 22, kẻ nào chịu lấy giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo, mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngồi đạo và thành ra không kết quả. Song, kẻ nào chịu hạt giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hộp ra 100, hộp ra 60, hộp khác 30. Chúng ta đã học qua hai loại đất, đó là đất dọc đường, tức là nghe mà không hiểu, bởi vì do Chúa đời này làm mù lòng họ, hoặc là họ thờ ơ với sự cứu rỗi, họ chỉ quan tâm những gì thuộc về đời này mà thôi. Rồi đôi khi họ bị tổn thương, họ bị gây cớ vấp phạm, họ mất lòng tin do sự bội phản, hoặc là bị lợi dụng. Và cái phương cách chữa lành đó là gì? Là cần một cái bình mới, và bởi lời của Chúa công bố ra để giải phóng được cái đất chai này, và nó không còn bị gây ra độc và gây ra chai nữa, nó được chữa lành. Loại đất thứ hai là đá sỏi, tức là đi trong lòng không có rễ, tức là không đâm rễ sâu ở trong lòng, tức là họ chỉ nghe đạo và cảm thấy vui mừng và nhận liền ngay lúc đó. Nhưng họ đối diện với cái môi trường khó khăn, gặp sự bất bớ, những sức ép, liền bị vấp phạm và họ lui đi. Cái phương pháp để giải phóng cái mảnh đất này đó là làm sao chúng ta cất bỏ ra những đá để không còn đá nữa, mà chúng ta cần khích lệ họ để trả giá vì nước thiên đàng. Những cái điều hy sinh tạm thời, nó những cái điều mà khó khăn hay là chúng ta bị bất bớ tạm thời, nó chỉ là có giá trị tạm thời trên đất, nhưng mà chúng ta sẽ có giá trị đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Phaolô nói rằng gì? Những cái hoạn nạn nhẹ và tạm, để qua đó chúng ta có sức mạnh để chúng ta giúp đỡ người khác, và chúng ta chấp nhận chịu bắt bớ vì danh của Chúa, thì chúng ta sẽ được trăm lần hơn trong đời này, cùng với cái phần thưởng là phước hạnh của đời sau. Hy vọng của người trong Chúa đó là chúng ta tin Chúa thì chúng ta được bước vào trong cõi đời đời. Cõi đời đời đó là Chúa Ngài sẽ hủy bỏ cái trời cũ đất cũ này, và Ngài thiết lập trời mới đất mới để dành cho người công bình đang ở. Trong trời mới đất mới đó có Jerusalem mới, có trời mới, có đất mới để cho dân công bình đang ở. Nhưng mà Jerusalem mới là dành cho những người nào tin Chúa và kính sợ Chúa, vâng phục Chúa, thì sẽ bước vào trong Jerusalem mới ở cùng với Chúa. Còn những người tin Chúa nhưng mà họ không có chạm trả giá thì họ chỉ được ở trong đất mới mà thôi, chứ họ không được ở trong Jerusalem mới. Cho nên đây là một cái lẽ thật để rồi chúng ta dám trả giá để chúng ta có thể bước đi theo Chúa, là những người trung tín, yêu mến Chúa và vâng phục để làm theo lời Chúa. Hôm nay chúng ta đến cái loại đất thứ ba, đó là đất gai góc. Tức là
là gì? Đó là cái người chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Rõ ràng chúng ta thấy rằng cái loại đất này là hạt giống nó được gieo xuống nó vẫn mọc lên. Nó vẫn mọc lên. Nhưng mà nó chỉ tạm thời thôi. Cái nguyên nhân là gì? Đó là do cái gai gốc và trà chơm nó mọc lên, khiến cho người này không thể nào có kết quả được. Chúng ta trồng một cái cây, và nếu chúng ta chỉ thấy nó có những cái tược, những cái lá, thì chúng ta nghĩ rằng nó sống. Nhưng cái quan trọng là nó có kết quả mới là quan trọng. Có những cây nó mọc lên nhưng mà nó không có kết quả. Hoặc là khi có trái nhưng mà trái nó không lại không có đậu. Hoặc là có trái nhưng mà nó không có ngon. Thì chúng ta biết rằng nó, nguyên nhân của nó, chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân. Hoặc là cái giống, hoặc là cái đất. Chắc chắn đạo của Đức Chúa Trời hay là lời Chúa là hạt giống không hư nát. Cho nên tôi và anh chị em khi nhận lời Chúa, là lời Chúa vào trong lòng chúng ta là giống không hư nát. Không có cái gì có thể tiêu diệt được hạt giống này. Chỉ duy chúng ta đóng lại, chúng ta không đặt nó vào trong cái môi trường gieo trồng, thì cái hạt giống nó bị nghẹt ngòi và nó không lên mà thôi. Hoặc là nếu chúng ta cứ để cho những đá sỏi, hoặc là chúng ta để gai gốc trà trơm, thì khiến cho gai gốc trà trơm nó nghẹt ngòi, nó ép đi, khiến cho hạt giống có lên một chút, nhưng họ không theo Chúa một cách hết lòng được. Có những người mới tin Chúa xong đó, nhưng mà gặp nan đề, gặp thử thách là bắt đầu họ lui. Dẫu vậy họ vẫn tin Chúa một cách thật lòng, vì lúc đó họ đang có nhu cầu. Cho nên những người đó họ cũng được đưa vào trong nước của thiên đàng của Chúa, nhưng họ không có trải qua cái việc mà họ tăng trưởng trong Chúa để có kết quả cho Chúa, và không nhận được phần thưởng khi được vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Hoặc là những người họ bị những cái sự lo lắng về đời này, như sự mê đắm về của cải vật chất. Chẳng hạn như bây giờ làm được nhiều tiền quá rồi, kể cả ngày Chủ nhật luôn, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày Chủ nhật cũng không nghỉ ngơi luôn, và chỉ làm, và cuối cùng chết thì bỏ lại của cải, không có ai có thể nhận, mình không sử dụng đó, của cải đó, và để cho người khác sử dụng. Bây giờ trở lại cái hạt giống rơi vào đất gai gốc này, chúng ta cần tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao đất lại có gai gốc. Anh chị em nghĩ ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên đất có gai gốc không ạ? Chúa nói là gì? Tất cả đều là gì? Tốt lành. Chúa tạo nên đất, rồi sau Chúa tạo nên hạt giống, và Chúa gieo hạt giống đó, Chúa cho con người, và con người sử dụng cái hạt giống đó để tiếp tục được nhân lên, và một hạt không phải ra một, mà một hạt ra 30, 60, hoặc là gì? 100. 100 có nghĩa là nó không phải chỉ 100 hạt, nhưng mà nó là một cái sự nhân bội, có cấp số cộng và cấp số nhân, có nghĩa là sự phát triển ra. Cho nên chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân và giải quyết nguyên nhân. Không ai trong chúng ta được sanh ra và trở thành mảnh đất tốt hết. 100% chúng ta đều có thể là dạng đất bị chai dọc đường. 100% chúng ta có thể là bị đất, đó là đá sỏi. Và 100% chúng ta cũng có thể là bị đất do gai gốc và trà trơm. Vậy thì gai gốc trà trơm mà Chúa muốn nói ở đây đó là gì? Đó là vì sự lo lắng về đời này và mê đắm về của cải vật chất. Chúa Giêsu đã giải thích cho chúng ta cái ý nghĩa của đất có trà trơm, gai gốc. Nhưng hôm nay tôi muốn ông bà chị em tìm hiểu về nguyên nhân tại sao đất bị gai gốc và trà trơm mọc lên. Chúng ta cần xử lý cái gốc, chúng ta cần xử lý cái nguyên nhân, chứ không phải chúng ta xử lý cái ngọn. Và phương cách để làm sao, giải pháp làm sao để chúng ta có thể làm cho mảnh đất của tôi, bà chị em, được trở nên mảnh đất tốt. Bao nhiêu người trong bà chị em đã từng có gai gốc ở trong đời sống của mình ạ? Nghẹt ngòi, dạ có. Vậy thì hôm nay ông bà chị em có muốn cho cái mảnh đất này nó tốt không ạ? Dạ, chúng ta sẽ nghe lời Chúa, và lời Chúa sẽ giải đáp lời Chúa cho chúng ta. Nguyên nhân là gì đây? Chúng ta xem lời Chúa ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17 cho đến câu 19. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17 đến 19. Xin là Thánh đọc cùng tôi. Ngài lại phán cùng Adam rằng: vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn.
đất sẽ xanh trong gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Tìm lại nguyên nhân thì chúng ta thấy chỉ có ở đây là nguyên nhân đầu tiên để khiến cho đất sanh ra cỏ, gạ, gai gốc. Đất anh chị em có làm kỹ cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta không trồng nó, nhưng mà chúng ta sẽ thấy một thời gian cỏ nó sẽ mọc lên đó, phải không ạ? Nhưng mà anh chị em để đất đó thì cũng không bao giờ sẽ có cây sầu riêng để nó tự mọc lên để cho anh chị em ăn, mà anh em phải gieo trồng. Nhưng mà cỏ thì anh em không trồng nó vẫn lên. Như vậy nguyên nhân tại sao? Bởi vì có tội của Adam. Khi Adam ấy va phạm tội thì Chúa phạt. Cái điều đầu tiên Chúa hỏi Adam: Adam, ngươi ở đâu? Dạ con nghe tiếng Chúa nhưng mà con không dám. Ngươi có ăn trái cây ta dặn không nên ăn không? Dạ thưa Chúa, có, nhưng mà tại vì người nữ ở kế bên con, và người nữ đó là Chúa đưa đến đó. Tại Chúa đó, Chúa đưa đến cho nên con ăn rồi. Ông không nhận về mình. Rồi Chúa hỏi người nữ, và sau đó thì người nữ đổ lỗi cho con rắn. Và bắt đầu từ con rắn, Chúa rủa xả con rắn. Rồi Chúa, người nữ cũng bị rủa xả luôn. Và bây giờ người nam thì không bị rủa xả. Ha ha, người nam không bị rủa xả nhưng mà đất thì bị rủa xả. À, chúng ta lưu ý chỗ đó nha. Đất bị rủa xả chứ người nam không bị rủa xả. Điều này đang nói về hình bóng con người bề trong chúng ta không bị rủa xả. Đất là hình ảnh của xác thịt chúng ta. Chúng ta được ra từ đất ở trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 7. Là Chúa lấy bụi đất nắng lên hình người và hà sanh khí vào lỗ mũi, con người trở nên loài sanh linh. Cho nên đất là thân thể chúng ta bị rủa xả. Eva đã bị rủa xả và nói rằng người ta tăng điều cực khổ mọi phần trong cơ thai nghén. Dục vọng ngươi xu hướng về chồng và chồng cai trị ngươi. Cái từ dục vọng không chỉ nói về tình dục, nhưng mà dục vọng đây có nghĩa là những ước ao của xác thịt. Vậy thì người nữ có ước ao của xác thịt và người nam cũng có ước ao của xác thịt, phải không ạ? Và cái ước ao của chúng ta, cái tư dục đó, nó không chỉ là tình dục, mà tư dục nó bao gồm cơm nè, áo nè, gạo, tiền nè, điện thoại xài, điện thoại xịn nè, đi xe xịn nè, ở nhà xịn nè. Rồi tất cả mọi cái nhu cầu đó cũng là cái nhu cầu của xác thịt của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng là Adam không bị rủa xả, nhưng mà đất sẽ bị rủa xả vì Adam. Và như vậy thì sao? Sự rủa xả vây lấy người, đất sẽ xanh trong gai và cây tật lê, người ăn rau của đồng ruộng và làm đổ hội trạng mới có mà ăn. Trước khi đi vào những cái chi tiết của cái sự rủa xả này, thì tôi sẽ thấy cùng với mà chị em chúng ta tìm hiểu là Adam nghe lời vợ có nghĩa là gì vậy? Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 20, Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 20, Adam gọi vợ là Eva vì là mẹ của cả loài người. Và câu 17 thì nói là vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta dặn không nên ăn. Như vậy cái lỗi của Adam là gì ạ? Là nghe lời vợ. Vậy tôi xin hỏi ông bà chị em ở đây, quý ông, ai là người nghe lời vợ? Ai ạ? Tôi thấy lạ là nghe lời vợ là bị phạt, mà tại sao mấy bà cứ muốn mấy ông nghe theo bà? Mục sư Ebrick có nghe lời vợ không? Tôi thấy là ngày hôm nay người ta đẩy cái vấn đề là gọi là cái nhà phải có nóc á. Cái nhà phải có nóc là cái nóc nhà đó. Thì người ta cứ nói nóc nhà của tôi là vợ tôi. Anh chị em đi ngược lại Kinh Thánh nha. Giờ tôi xin hỏi anh chị em, lời Chúa nghe theo lời vợ có được phước không ạ? Theo lời Chúa được phước không? Bà Eva lấy trái cây và ăn cái đưa cho chồng ăn. Và chồng nghe theo Eva. Chúa dặn Adam là không được ăn, nhưng mà Adam vì nghe theo Eva cho nên Adam ăn. Vậy tôi hỏi bà chị em là nghe theo lời vợ có được phước không ạ? Ai nói có xin giơ tay lên ạ. Ai nói không có, không được, không có phước ạ? Dạ. Như vậy rõ ràng nghe theo lời vợ không được phước. Rồi bây giờ tôi sẽ hỏi quý ông, ai là người theo nghe theo lời vợ ạ? Giơ tay lên ạ. Ủa sao không nào giống giơ hết trơn vậy?
Thật ra chúng ta sẽ hiểu được cái từ vợ đây là gì thì ông bà chị em có nghĩ có nên nghe theo hay không? Chúng ta trở lại ở trong Sách Ký đoạn 3 ha. Xin lỗi, đoạn 2, anh chị em thấy đó là câu 23, Adam nói rằng người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, mà ra người này được gọi là người nữ vì người đó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó cùng vợ mình và cả hai nên một thịt. Vậy thì cái người vợ đó là người từ xương bởi xương Adam và thịt bởi thịt của Adam mà ra và được gọi là người nữ. Ở đây Kinh Thánh chưa gọi người nữ này là Eva. Mà cho em lưu ý, Kinh Thánh chưa gọi, kể cả khi bị cám dỗ thì Kinh Thánh cũng chưa gọi là Eva, nhưng mà Kinh Thánh gọi là người nữ. Có đúng không ạ? Và cho đến khi phạm tội rồi, bị đuổi ra khỏi vườn Eden, thì lúc bấy giờ Adam mới gọi vợ mình là Eva. Vậy thì Eva có nghĩa là gì? Từ Eva trong nguyên nghĩa của tiếng Hebrew có nghĩa là người giúp đỡ, người cứu hộ để bày tỏ sự sống. Đây chính là hình ảnh của thân thể của chúng ta. Từ ban đầu ở trong Sách Ký chương 2 câu 18, Giô-va Đức Chúa Trời phán rằng loài người ở mình không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Cái từ kẻ giúp đỡ trong nguyên nghĩa là Eva. Như vậy Chúa cho Eva là người giúp đỡ. Nhưng mà Adam ở đây, từ khi mà Chúa đưa Eva tới, đưa người nữ tới, Adam chưa gọi là người nữ. Tức là Adam chưa gọi là người giúp đỡ. Adam chưa gọi vợ mình là người giúp đỡ. Adam nói là này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, mà ra người này được gọi là người nữ. Người nữ trong nguyên nghĩa đó là một người nam nhưng mà có cái dạ con. Không có, cái từ người nữ này không nói lên cái ý nghĩa của từ giúp đỡ. Là Chúa Ngài tạo nên một người để giúp đỡ. Còn Adam thì nhận người này chỉ là gì? Là người nữ. Từ nói nên người nam mà có. Cho nên có một sự khác biệt. Khi mà Adam nhận được rằng đây là người giúp đỡ tôi hay là đây là Eva, ông đặt tên cho tất cả các con vật và Đức Chúa Trời gọi tên các con vật theo tên của Adam đặt. Nhưng mà riêng về Eva thì Adam không gọi là Eva cho đến khi sau khi phạm tội, thì lúc bây giờ bị đuổi ra khỏi cảnh vườn. Trong đoạn 3 câu 20 thì Adam mới gọi vợ mình là Eva, là người giúp đỡ. Vậy thì một vị tổng thống có cần người cố vấn không ạ? Vậy thì người chồng dù có giỏi cỡ nào thì cũng có cần có người vợ để cố vấn không? Vậy thì nghe theo lời vợ không có phải là tôn vợ cao hơn Chúa, nhưng mà nghe theo lời vợ là tôn trọng vợ mình. Bởi vì sao? Tôn trọng nàng là người giúp đỡ. Tới đây mấy ông ai có muốn nghe theo lời vợ không? Chưa xác quyết phải không? Đọc câu Kinh Thánh nữa sẽ xác quyết ngay. Mời anh em mở ra ở trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu số 7. Bữa nay một sư bủ giảng xong về mấy ông nghe theo lời vợ hết luôn. Phải không? Rồi đoạn 3 câu 7 Phi-e-rơ nhất, xin bắt đầu đọc cùng nhau. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn về sự cầu nguyện của anh em. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ dạy chúng ta về cái sự kính nể, tôn trọng. Thật ra nghe cái sự tư vấn hay là người cố vấn không có nghĩa là người cố vấn trở thành người lãnh đạo. Cũng giống như tổng thống vậy, nguyên một cái ban cố vấn, và cái ban cố vấn đó họ sẽ có những góc độ nhìn khác nhau, và cuối cùng quyết định cuối cùng cũng là vị tổng thống. Cũng vậy, Chúa đặt người chồng là đầu vợ, nhưng người chồng khôn ngoan đó là gì? Có thể tham khảo cái ý kiến của vợ. À, em ơi, cái việc này như vậy thì làm sao? Có thể em có ý kiến gì không? Hỏi để tôn trọng ý kiến, chứ không phải là chúng ta đội vợ trên đầu. Nó không phải như vậy anh chị em. Cho nên ở đây cái sự tôn trọng nhau, kể cả vợ tôn trọng chồng và chồng tôn trọng vợ, là điều Kinh Thánh ủng hộ chúng ta. Như vậy chúng ta tôn trọng nhau để hỏi ý kiến của nhau thì sao? Đồng vợ đồng chồng,
thác Biển Đông cũng sẽ cạn đó. Như vậy anh chị em cần phải lắng nghe vợ chứ không phải nghe lời vợ. Lắng nghe vợ và nghe lời vợ khác nhau hay giống nhau ạ? Khác nhau hoàn toàn. Vậy thì ai trong viên bà chị em muốn lắng nghe sự tư vấn của vợ? Nam, những người nam. Dạ. Lịch chuẩn bị lấy vợ nè thì sẽ nhớ là lắng nghe ý kiến của vợ. Còn ai là nghe theo lời vợ xin giơ tay lên nè. Có mình anh này nghe theo lời vợ thôi. Anh em hiểu được cái câu điều mà tôi phân tích chưa ạ? Chúng ta lắng nghe ý kiến của vợ với lại nghe theo lời vợ là khác nhau. Mà nghe theo lời vợ là bị rủa xả, đúng không? Như vậy lắng nghe, nghe ý kiến của vợ thì không có bị rủa xả. Đất bị rủa xả chứ không phải là Adam mà bị rủa xả đâu anh chị em. Rồi bây giờ chúng ta trở lại nha. Đoạn 3 câu số 17. Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Như vậy từ đây, từ cái chỗ Adam nghe theo lời vợ chứ không phải là nghe lời tư vấn của vợ, cho nên đất bị rủa xả. Bởi vì cái lỗi của Adam cho nên đất bị rủa xả. Vậy thì sao? Đất bị rủa xả cho nên Adam phải, xin lỗi, chọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Như vậy nếu chúng ta canh tác ở trên đất, chúng ta phải vất vả, và cái xác thịt của anh chị em cũng phải vất vả, đổ mồ hôi trán mới có vật đất sanh ra mà ăn. Trong khi ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên vườn Eden rất là tuyệt vời, Chúa nói tất cả các cây trong vườn các con được ăn hết, nhưng riêng cây biết điều thiện điều ác thì không được ăn. Chúa trang bị một cái điều tốt nhất dành cho Adam, nhưng mà Adam đã đánh mất cái điều tốt nhất đó, cho nên Adam phải trả giá. Rồi gì nữa? Đất xanh trong gai và cây tật lê. Đất này nè, nó xanh trong gai và cây tật lê. Trong gai và cây tật lê, anh chị em thấy có dễ chịu không ạ? Chúng ta có nghĩ rằng là trong đời sống chúng ta hay có bị gai gút không? Vợ chồng nói chuyện với nhau có bị gai gút không? Anh chị em nói chuyện với nhau có bị gai gút không? Nhiều khi chúng ta nói những cái câu rất là bình thường nhưng mà lại trả lời một cái rất là gai gút. Thì đó là nó sanh ra gì? Trong gai và tật lê. Và đôi khi chính chúng ta cũng tự mâu thuẫn chính mình. Từ trong chúng ta cũng sanh ra gai gút. Nhiều khi là ý kiến này nhưng mà một mặt thì chúng ta lại không đồng ý với ý kiến đó. Đôi khi có những điều chúng ta đặt ra chúng ta không làm được, nhưng chúng ta lại muốn người khác làm theo ý của mình. Có phải gai gút không ạ? Đó chính là gai gốc và tật lê. Nó sanh ra trong đời sống của tôi và bà chị em, và khiến cho chúng ta không thể nào có thể cây cối nó có thể mọc lên một cách tự do được. Rồi ngươi phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Kinh Thánh không nói làm đổ mồ hôi mới có mà ăn, mà Kinh Thánh nói đổ mồ hôi gì? Mồ hôi trán. Cái đổ mồ hôi bình thường, đó là cái việc chúng ta làm chúng ta phải đổ mồ hôi rồi. Nhưng mà đổ mồ hôi trán có nghĩa làm quá sức, chứ không phải là khi đổ mồ hôi trán là bị rủa xả. Mới gần đây cũng có một hội thánh, tôi khi đến tôi giảng thì sau đó tôi cầu nguyện cho mấy người, để cầu nguyện cho họ để được Chúa chữa lành. Thì có một cái cô nói nè nè nè, nhớ nha, làm không có được đổ mồ hôi, làm cái gì mà đổ mồ hôi là bị rủa xả. Nhung làm cái gì, sữa chua rồi trà dưỡng thể rồi, nó có đổ mồ hôi không? Bị rủa xả rồi. Bán nhà đất có bị rủa xả không? Có mồ hôi không? Ồ, không có đâu mồ hôi, vậy là được ban phước, không có bị rủa xả. Không phải. Dạ, đổ mồ hôi. Cái ở đây nói là mình phải trả giá, mình phải làm vất vả, bởi vì tại cái mảnh đất đó nào là gai gốc, là trà sớm, là đá, chúng ta phải giành lại cái sự sống. Chúng ta giành lại cái điều mà chúng ta bị đánh mất. Nó đổ mồ hôi, chứ không có nghĩa là làm đổ mồ hôi là bị rủa xả. Thế anh em đừng hiểu như vậy ha. Đừng hiểu như vậy. Vậy thì trở lại cái hình ảnh của Eva. Khi Adam gọi vợ mình là Eva, có nghĩa là gì? Đó là người giúp đỡ, là người cứu hộ, là người để bày tỏ sự sống. Sự sống của tôi nó không phải bắt nguồn từ xác thịt, mà sự sống của tôi bắt nguồn từ Chúa. Chúa hà hơi vào trong tôi để tôi trở nên một loài sanh linh. Từ ban đầu Adam được tạo dựng bằng cái bụi đất,
Nhưng mà chỉ là cái thân hình thôi, chưa có sự sống. Cho đến khi Chúa hạ sự sống của Ngài vào thì Adam mới sống và trở thành một loài sinh linh. Và anh chị em thấy những người đã từng có con, tại sao con mình nó khi nó ở trong bụng mình nó đâu có thở đâu, nó nhận cái sự sống từ mẹ, phải không ạ? Chỉ có mẹ ăn thôi, mẹ thở thôi, con không thở. Thậm chí sanh con mà đứa con nó ở trong cái bọc điều đó, gọi là sanh con bọc điều đó, sanh ra nó nằm ở trong đó đẻ đó, nó không chết, nó không có thở mà nó không chết. Nhưng mà khi rạch cái bọc điều đó ra thì bắt đầu nó é lên một cái mà bắt đầu nó thở. Thì đó là cái sự sống Chúa hạ vào cho nó, để nó sống một cái đời sống độc lập. Nó phải độc lập với Chúa, nó liên quan với Chúa. Cho nên đây là một cái điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời làm, để con người chúng ta bị lệ, chúng ta phải lệ thuộc vào Chúa. Lệ thuộc vào Chúa từng hơi thở, lệ thuộc vào Chúa trong cái sự sống cuộc sống này. Nếu tôi bà chị em chúng ta không có biết lệ thuộc vào Chúa, không phải nhờ cậy Chúa, thì chúng ta chỉ sống cuộc đời này thôi mà chúng ta không được cứu rỗi trong đời sau. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi và chị em là người tin Chúa. Chúng ta tin là tin vào Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, đấng tạo nên cả vũ trụ này. Trong lương tâm của tôi và chị em đều biết rằng có một Đức Chúa Trời. Chúng ta thường kêu trời nhưng mà chúng ta không có thờ trời. Và hôm nay bây giờ chúng ta biết rằng là Chúa là đấng tạo hóa, và Ngài đem cái sự sống cho tôi và chị em, Ngài hạ sự sống vào tôi và bà chị em, thì chúng ta trở nên một loài sinh linh. Cho nên ý nghĩa của cái từ sự sống là Eva đó, là người giúp đỡ, là người cứu hộ, hay là bày tỏ sự sống. Có nghĩa là Eva hình bóng của người nữ, nhưng mà Eva cũng là hình bóng của thân thể. Như vậy tôi, ông bà chị em nhìn thấy tôi sống là bởi vì sao? Nó có sự bày tỏ. Tôi đi, tôi thở, tôi nhìn, tôi cười, tôi nói, thì ông bà chị em thấy tôi đang sống. Và sự sống thật nó không phải nằm ở trên cái xác này, nhưng sự sống thật là con người bề trong. Phao-lô nói như thế này: con người bề ngoài thì mỗi ngày nó hư nát, nhưng con người bề trong thì mỗi ngày đổi mới càng hơn. Amen. Có thể bề ngoài chúng ta mỗi ngày tóc chúng ta bạc đi. Qua Covid, tóc tôi rụng hơn 50%. Rụng đến nỗi là vuốt nghẹn cái là rụng một nắm. Rồi nó sẽ tàn đi, nó yếu đi thì theo năm tháng. Nhưng mà con người bề trong của chúng ta, tâm linh của tôi và chị em lại yêu mến Chúa và thờ phượng Chúa. Vậy thì con người nào hưởng được nước của Đức Chúa Trời? Con người bề trong. Còn con người xác thịt thì hưởng được sự sống trên đất này bao nhiêu năm? Với giới hạn của Chúa là gì? Tuổi tác chúng tôi đến được 70 hay là 80, nhưng mà kiêu căng bất quá, kiêu căng là đau khổ buồn thảm. Rồi ở trong sách ký đoạn 6 thì tuổi loài người được giới hạn bao nhiêu? 120 năm mà thôi. Và Chúa nói rằng do con người phạm tội cho nên bị giới hạn tuổi tác. Vì vậy sự bày tỏ sự sống, tức là xác thịt của tôi và chị em bày tỏ sự sống bên trong. Eva hình ảnh của xác thịt để bày tỏ cái sự sống của Chúa. Và sự rủa xả không rủa xả cho Adam, mà rủa xả trên đất, là đất bị rủa xả. Vì vậy anh chị em thấy rằng là chúng ta, cuộc sống chúng ta nào là bệnh tật đủ thứ hết trơn, phải không ạ? Tự nó sanh ra. Ăn uống. Ngày hôm nay người ta nói về cái vấn đề sức khỏe, bệnh là do ăn uống. Quá đến nhiều cái thứ nó độc. Và tôi thú thật với anh chị em, có lần năm 2019 khi tôi ở Mỹ, một em mà tôi làm chứng tin Chúa bên đó, chở tôi đi vô cái siêu thị, rồi mua thức ăn cho thầy, mua xong đem ra ăn liền. Tôi nói ủa sao không rửa? Họ nói không cần rửa. Ở đây đồ ở đây bán là organic. Và mở cái mọc ra là ăn liền. Tôi cũng không có an tâm lắm, tôi lấy cái áo tôi chà chà. Nhiều khi thật sự mình chà cái áo chà chà nó còn dơ hơn nữa, đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam anh em mua về có dám ăn liền không? Ô nào là găm qua nước muối, rồi đâm qua cái gì đó pH gì, ôi khử trùng thì tủ thứ hết trơn. Rồi thậm chí thịt ta mua về nó còn phải luộc ra để cho nó ra hết cái chất dơ. Rồi cuối cùng chúng ta toàn ăn cái gì? Cái thân thể này bị rủa xả, phải không ạ? Đất bị rủa xả. Nhưng mà tôi nói cho anh chị em một cái tin vui. Hôm nay đất không bị rủa xả nữa. Tại vì có một đấng đã gánh sự rủa xả thay chúng ta rồi. Trong giao ước mới, tôi và chị em không cần phải sợ cái điều này nữa. Ở trong Galati đoạn 3 câu số 13 nói rằng là gì? Đáng rủa thay là kẻ bị trên cây gỗ. Và Chúa Giê-xu đã gánh trên cây gỗ, Ngài đã gánh hết. Ngài gánh cái gì?
Ngài gánh tội lỗi, Ngài gánh bệnh tật, Ngài gánh sự tổn thương, Ngài gánh sự bất hạnh, Ngài gánh sự yếu đuối, Ngài gánh sự ngã lòng, Ngài gánh sự rủa xả về vật chất, Ngài gánh rủa xả về sức khỏe, và tất tần tật đó Ngài gánh cho chúng ta. Cho nên ông bà chị em sống trên đất của chúng ta vẫn có bệnh, nhưng mà chúng ta nếu tin và nhờ cậy Chúa thì Chúa gánh cái bệnh đó cho chúng ta. Có những căn bệnh nan y, Chúa gánh cho chúng ta. Có những cái căn bệnh về thể chất, Chúa gánh cho chúng ta. Có những căn bệnh về tinh thần, Chúa gánh cho chúng ta. Và rõ ràng anh chị em thấy rằng là khi chúng ta tin nhận Chúa thì tinh thần của chúng ta là cái mà chuyển biến nhanh nhất mà chúng ta nhìn thấy được. Đó là gì? Ngay khi ta tin nhận Chúa, chúng ta thấy bình an, chúng ta thấy vui mừng, bởi vì chúng ta không còn ở trong cái sự định tội nữa, mà chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta thuộc về vương quốc không rung động. Và tại nơi đó có một đấng yêu thương, đấng đã chết thay cho tôi và chị em và sống lại để đảm bảo cái giá chuộc đó cho tôi và chị em. Chúng ta không cần phải ăn chay ép xác khổ tu. Bởi vì sao? Chúa đã gánh và Ngài đã ban giá chuộc cho ông bà chị em. Và sau khi tin nhận Chúa thì chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời đặt trong lòng bà chị em một cái mạng lệnh để làm cho thúc đẩy, làm cho lớn lên. Và lúc bây giờ tôi bà chị em làm công việc Chúa, nhịn nhục, yêu thương, tha thứ, nó không phải bằng sức của mình, nhưng mà bởi sức toàn năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhờ cậy sức Chúa. Và khi chị em bắt đầu biết nhờ cậy sức Chúa, có nghĩa là con người bề trong chúng ta lớn lên rồi đó. Lớn lên. Hồi trước đây chúng ta khó để tha thứ cho một người lắm, đúng không ạ? Có nhiều người, kể cả như là có một sư Khải, ông học trường Kinh Thánh tới năm thứ hai, giữa năm thứ hai ông mới gọi tôi, ông nói mục sư, nói thiệt với mục sư nha, tại tôi nghe theo mục sư để tôi tha thứ đó, nhưng mà tôi tha thứ tới 5 lần tôi mới tha thứ thiệt. Tôi nói vậy thì sao bây giờ tha thứ anh thấy như thế nào? Tôi thấy nhẹ nhàng vô cùng. Vậy thì để có thể tha thứ thật, lúc đầu ông phải cố gắng để nói cái sự tha thứ. Một lần, 4 lần cũng lòng vẫn còn nặng, nhưng mà cuối cùng là sao? Tha thứ, vì Chúa còn tha thứ. Con mặc lấy Chúa Giêsu con tha thứ, con mặc lấy Chúa con yêu thương, thì tất cả người đó nó trở nên nhẹ nhàng trên đời sống của tôi và chị em. Trở lại cái câu chuyện này thì anh chị em thấy đó là Adam không bị rủa xả, nhưng mà đất bị rủa xả. Adam phải là làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, còn đất thì xanh trong gai và cây tật lê. Chúa Giêsu đã giải thích điều này, đó chính là sự lo lắng về này và mê đắm về của cải vật chất. Có một lần chị em này ở tại trên chẳng bàn, chị này khi mà tin Chúa đó là cũng là một cái hoàn cảnh thôi, tức là người chị em bị mắc nợ nhiều quá và không có tiền trả nợ, thì mới đi ra cái chỗ của cái ông thầy, gọi là ông thầy phong thủy và chuyên bán về hình tượng, để mà xin thỉnh về để mà thờ, để cho nó hết khổ. Thì ra ngoài đó thì ông này lại mới tin Chúa. Ra thấy ủa không còn cái hình tượng nào hết. Ủa sao chú Tư, sao mà hình tượng đó trơn rồi? À giờ tôi trả hết rồi, tôi trả về chợ lớn hết rồi, tại ông này cũng là người Hoa. Tôi trả về hết rồi, bây giờ tôi có một cái ông lớn hơn, cho nên thờ ông lớn hơn, khỏi cần thờ mấy ông nhỏ này nữa. Câu này mới nói ủa vậy sao? Thế là bắt đầu giải thích. À là sao? Mà ông đâu có biết làm chứng. Ông mở phim cuộc đời Chúa Giêsu cho nghe. Coi xong cái này, ô như vậy thì cái ông này gánh cái tội của mình rồi, cho nên chỉ thờ cái ông này thôi phải không? Nói đúng rồi, thờ ông này. Và chị này rất trung tín thờ vườn Chúa. Cứ hội thánh nhóm là 3 giờ chiều và cứ trung tín thờ vườn Chúa. Một thời gian thấy chị rằng thờ vườn Chúa còn một tháng còn có 3 lần thôi, chứ đang tháng là 4 lần, bây giờ tháng còn có 3 lần. Thì chúng tôi cũng nghĩ có cầu nguyện mà chị vẫn còn đi thờ vườn Chúa. Dần dần còn có 2 lần. Dần dần cái cuối cùng tháng thờ vườn Chúa còn 1 lần. Sau đó thì dần dần là 3 tháng mới thờ vườn Chúa 1 lần. Tôi nói ủa sao, tại sao chị này như rất là sốt sắng, bây giờ tại sao như vậy? Thế là cử người đi thăm chị. Đi thăm thấy chị ngồi, chị đứng, chị cầm cái vòi, chị tưới nước và chị tắm cho bò. Thế nói ủa chị đang có gặp năng đề gì không, có bệnh tật gì không mà tại sao chị không đi thờ vườn Chúa? Chị mới chỉ vô mấy con bò, nè, Chúa ban phước như vậy thì sao đi thờ vườn Chúa được. Chúa ban phước như vậy rồi sao thờ vườn Chúa được? Anh nói ủa bây giờ mình ôm cục phước hay là mình ôm Chúa là đấng ban phước? Ôm cái nào chị em? Mình ôm Chúa là đấng ban phước, ôm cục phước là không có được phước nữa đâu.
Cho nên ở đây anh chị em thấy rằng là cái sự mê đắm về cái của cải vật chất có hai vấn đề: một là lo lắng, hai là mê đắm. Cái sự lo lắng của, xin lỗi, lo lắng về đời này đó, thì tôi và anh chị em ai cũng có hết, đúng không ạ? 100% chúng ta có lo lắng, ai cũng có lo lắng. Nhưng ở đây Kinh Thánh Chúa nói thêm cho chúng ta biết là gì? Đó là cái sự mê đắm về của cải vật chất. Có những sự lo lắng là do những cái yếu tố bên ngoài tác động vào khiến chúng ta lo lắng. Nhưng có những lo lắng là do yếu tố nội tâm làm cho chúng ta lo lắng. Tôi không biết anh chị em thuộc về bị lo lắng bên ngoài hay là nội tâm. Vậy thì lo lắng bên ngoài hay là nội tâm cũng là lo lắng. Kinh Thánh khuyên chúng ta hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài là đấng hay săn sóc anh em. Ở trong Phi-líp nhất chương 5 câu 7. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài. Vậy thì lo lắng như thế nào mới trao cho Chúa? Cái sự lo lắng có nghĩa là vượt ra khỏi cái khả năng của mình, vượt ra khỏi cái tầm với của mình. Cho nên chúng ta lo lắng. Có thể bệnh tật, có thể cơm áo gạo tiền, vân vân, đó những cái thứ mà nó bên ngoài nó áp lực vào khiến cho tôi và bà chị em lo lắng. Nhưng Chúa nói con hãy trao cái điều lắng cho Ngài, vì Ngài là đấng hay săn sóc anh chị em. Vậy thì anh chị em có tin vào Chúa là đấng hay săn sóc không? Nếu chúng ta tin vào Chúa là đấng hay săn sóc, thì ngay bây giờ anh chị em có nói là thưa Chúa, con xin trao cái điều con đang lo lắng này trong tay Chúa. Bởi vì anh em lo anh em cũng không làm được, mà lo là mất ngủ. Như vừa rồi tôi cũng bị ngò lo, tự nhiên tôi mất ngủ. Mấy đêm liền tôi mất ngủ, vợ tôi nói ủa anh ơi sao anh không ngủ được vậy? Tôi đâu nói cho rồi tôi biết. Tới chừng mọi việc xong hết tôi mới nói cho vợ tôi biết là tôi tại sao tôi lo. Cái lo đó nó vượt qua khỏi cái khả năng của mình. Mình cứ sợ hãi, sợ hãi nó cứ thường trực, nó cứ vờ tới. Mới vừa chợp mắt chúng ta lại có những cái sự sợ hãi nó tới, và từ đó chúng ta lo lắng. Sự lo lắng cũng nói lên cái điều chúng ta thiếu cái sự trông cậy Chúa. Khi anh chị em ở trong sự lo lắng có nghĩa là chúng ta không còn đặt cái sự trông cậy Chúa một cách hoàn toàn. Trong khi David nói như thế nào? Tạ ơn Chúa, Ngài yêu con cho nên tôi nằm xuống và ngủ bình an. Và ông nói Chúa ban giấc ngủ cho cả Ngài yêu. Và tôi thường khích lệ người khác như vậy, khi ngủ không được hãy cảm tạ Chúa vì Ngài yêu con và Ngài ban giấc ngủ cho con. Nhưng tới chừng khi mình lo lắng thì mình quên mất cái câu đó. Điều thứ hai là mê đắm về của cải vật chất. Kinh Thánh dạy chúng ta để làm sao chúng ta không có rơi vào sự lo lắng và mê đắm của cải vật chất. Đó là sự thỏa lòng. Đây là cách mà Chúa dạy chúng ta. Trao mọi điều lo lắng cho Chúa, rồi chúng ta biết sắp đặt cái thứ tự ưu tiên, rồi chúng ta tập sống thỏa lòng. Tập sống thỏa lòng là như thế nào anh chị em? Giả sử trước đây mình mất một miếng ăn là mình thấy mình khó chịu rồi, đúng không ạ? Mình mất một cái việc làm mà người khác cướp trên tay của mình là mình khó chịu rồi. Mình mất một cái quyền lợi nào đó là mình khó chịu rồi. Nhưng chúng ta tập thỏa lòng là gì? À, bây giờ có người khác muốn lấy cái này thì chúng ta tin Chúa cho chúng ta cái điều tốt hơn. Và điều đó là thật. Anh chị em nhớ Isaac đào giếng. Đào một cái giếng có dễ hay khó? Vậy đó mà khi đào xong thì những người chăn chiên rơi ra đến tranh giành và nói cái giếng này của tao. Kinh Thánh ghi lại Isaac bỏ đi đào giếng khác, họ lại tranh giành nữa và Isaac bỏ đi nữa, và cuối cùng Isaac đào một cái giếng khác thì họ không tranh giành nữa. Và Kinh Thánh ghi như thế nào? Đức Chúa Trời đã để Isaac ở nơi rộng rãi. Nhiều khi người này giành người kia tranh, nhiều khi người này ép người kia thúc, chúng ta cảm thấy khó chịu lắm, tại sao vậy? Nhưng anh chị em ơi, nếu chúng ta tin cậy hoàn toàn vào Chúa là đấng tẩy trị, thì kể cả người ta muốn giật cái miếng ăn của tôi mà chị em, giật công việc của tôi mà chị em, hay là gì đi chăng nữa, thì chị em nhớ một điều rằng Chúa muốn cho chúng ta điều tốt hơn. Bao nhiêu người tin Chúa sẽ đòi điều tốt hơn, Chúa sẽ đòi cho chúng ta điều tốt nhất. Cho nên chúng ta không cần phải trách giành, bởi vì cái điều đó cũng thuộc về chúng ta thôi. Chúa cho Isaac ở nơi rộng rãi. Và chúng ta nhớ trường hợp của Gia-cốp. Khi Esau khước từ cái quyền trưởng nam thì Isaac đã cầu nguyện chúc phước cho con của mình. Mùi á,
Thì mùi của ai? Gia-cốp. Mà cái thịt, thân thể thì của ai? Của Ê-sao. Và Ý-sát đã cầu nguyện chúc phước cho Ê-sao, tức là thằng con trưởng. Nhưng mà phước nó đi qua thằng con trưởng hay là qua thằng coi thử. Phần của Gia-cốp là của Gia-cốp, tại vì Ê-sao khinh bỉ cái quyền trưởng nam. Cho nên cho dẫu Ý-sát có cầu nguyện chúc phước cho Ê-sao thì phước đó cũng vô Gia-cốp. Tại vì sao? Bởi vì Ê-sao đã coi thường cái công quyền con trưởng, và cái quyền của con trưởng bây giờ thuộc về Gia-cốp. Vậy thì anh chị em có phần trong Chúa Giê-xu không? Nếu chúng ta tin mình có phần trong Chúa Giê-xu, anh chị em không cần phải bon chen, không cần phải giành giật, mà Chúa vẫn cho chúng ta. Cái này nó hơi amen, hơi yếu ha. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng cái mê đắm của cái vật chất, nó là một cái điều mà chúng ta thấy, nó dường như là thấy nó là một điều tốt. Nhưng mà anh chị em ơi, có nhiều người nói như thế này: không, tôi làm có nhiều tiền để tôi cũng dâng cho Chúa mà. Xin lỗi mà chị em chưa chắc ạ. Chúng ta thường dâng phần 10 cho Chúa đó, khi mà chúng ta có số tiền ít đó. Chúa ơi, còn dâng 5 phần 10 luôn. Giống như các con chúng tôi, mẹ nó cho nó 200 ngàn, thôi con dâng hết luôn cho Chúa này. Tại vì sao? Nó không có làm ra đồng tiền nào hết á, tiền của mẹ nó cho mà, cho nên nó dâng hết cho Chúa luôn, nó không cảm thấy sót. Nhưng mà con gái tôi, giờ tôi cho tập sự làm bên cái trường bên đây, ngày có 90 ngàn thôi. Và khi làm, bắt đầu cầm cái sức của mình bỏ ra và cầm cái đồng tiền mình có đó. Ví dụ giả sử 90 ngàn một ngày, cho một tháng nó được 3 triệu đi. Bây giờ dám dâng 1,5 triệu cho Chúa không? Không dám. Nhưng mà nếu chúng tôi cho tiền nó 3 triệu, nó dám cầm 3 triệu dâng hết cho Chúa luôn đó. Tại vì nó không có cái công sức nó bỏ ra. Và bây giờ bắt đầu làm, bắt đầu phải biết chi tiêu nó từ cái một. Tôi nói trước nhất còn cứ dâng cho Chúa 1/10 cái đã. Bây giờ phần 10 của 3 triệu nó có 300 ngàn thôi, không đáng là bao. Nhưng mà đến phần 10, nếu chúng ta một tháng mà con tôi làm 30 triệu mà phần 10 nó dâng 3 triệu là nhiều đó, phải không ạ? Nhưng mà cô Linh ở đây, nếu mà bán một tuần lễ mà bán 10 căn nhà, hay một tháng bán 10 căn nhà mà lời được nhiều, dám dâng phần 10 cho Chúa. Tại vì sao? Vì mình đã kinh nghiệm được cái sự dâng từ lúc dâng cái những cái việc nhỏ rồi. Thì bây giờ cho dẫu việc nào đi nữa, chúng ta cũng dâng cho Chúa hết anh chị em. Kinh Thánh dạy chúng ta về sự thỏa lòng. Hễ tập cái cảnh ngộ sống thỏa lòng, Phao-lô cũng từng sống thỏa lòng. Ông nói gặp cảnh ngộ nào tôi vẫn có thể sống được. Trong Philip chương 4 câu 11 ghi như thế này: không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật trong mọi sự và mọi nơi. Tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm một được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Cho nên tập thỏa lòng đó là một cái điều cực kỳ là quan trọng. Tại sao Phao-lô dùng cái từ là tập? Tập có nghĩa là bằng sức của mình, không phải bằng một cái điều mà ở trên trời rơi xuống. Nhưng mà chúng ta bằng cái sức của mình mà nói: Chúa ơi, xin Chúa ngài luyện tập cho con, để con bắt đầu tập sống thỏa lòng. Và thật sự với chị em, từ tháng 9 năm ngoái, chúng tôi, vợ chồng chúng tôi tập sống thỏa lòng. Không có chiếc xe để mà đi, chúng tôi vẫn sống thỏa lòng. Mỗi lần đi như vậy là phải thuê, có thể thuê ngày, có thể thuê tuần và có thể thuê tháng. Năm tháng nào mà chúng tôi đi công việc Chúa nhiều là chúng tôi thuê nguyên một tháng để cho nó rẻ xuống, để đi công việc Chúa nhiều. Chúng tôi tập sống thỏa lòng. Rồi tôi, bởi vì cái điều sai của mình cho nên chúng tôi đã bán luôn chiếc xe, cấn luôn chiếc xe để chúng tôi trừ nợ hết. Chúng tôi không còn mắc nợ khoản nợ đó nữa. Mà cũng thông báo với chị em rằng là chúng tôi cũng đã giải quyết được hết cái vấn đề nợ đó, để chúng tôi không còn phải lăng tăng, phải lo lắng gì cả. Bây giờ chúng tôi cầu nguyện để Chúa sẽ cho chúng tôi một cái phương tiện khác, để chúng tôi có thể tự do, chúng tôi học về Chúa. Chúng tôi không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa. Nhưng mà chúng tôi phải tập thỏa lòng. Tôi tin rằng chúng tôi tập thỏa lòng đủ thì Chúa sẽ cho chúng tôi. Chúng tôi không cần lầm bầm là bây giờ tại sao bây giờ mình mỗi lần phải đi thuê xe, phải chạy lên tới Củ Chi đem xe gắn máy lên đó rồi lấy chiếc xe kia về để đi. Không, chúng tôi không còn lo lắng về vấn đề đó nữa, không còn nặng nề vấn đề đó nữa, bởi vì chúng tôi tập thỏa lòng. Nhưng mà trước mắt là chúng ta cần phải nhận biết được
là chính mình đã gây ra những cái điều gì sai trật. Giả sử như anh chị em chúng ta bị, tại sao chúng ta phải rơi vào trong tình trạng là chúng ta bị nghẹt ngồi? Chúng ta cần phải nhận biết rằng Chúa ơi, con có lo lắng. Chúa ơi, con có mê đắm về của cải vật chất mà con để cho lời Chúa không được tự do để phát triển trong con, nó trở nên bị nghẹt ngồi. Chúng ta cần phải nhận cái điều đó trước mặt Đức Chúa Trời. Con nhận thấy điều này ở trong con, nhưng bây giờ con xin trao cái sự lo lắng này trong tay Chúa. Và Chúa ơi, xin Ngài giúp cho con để sống đời sống thỏa lòng. Để chứ vậy, theo như ở trong sách Timôthê thứ nhất chương 6 thì Phao-lô nói như thế này, câu số 7 và câu 8, xin lỗi, từ câu 6 đến câu 8: vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Sự thỏa lòng này mang tính tích cực chứ nó không phải là mang tính thụ động. Có nhiều người thỏa lòng không làm gì hết. À, Chúa dạy là thỏa lòng cho mình không làm gì hết, mình lo lắng gì hết, mình nằm đó Chúa nào Chúa cũng nuôi. Kinh Thánh nói gì, con chim sẻ Chúa còn nuôi, vậy thì mình Chúa nuôi thế nào, Chúa cũng sai người này người kia đem thức ăn đến cho mình. Đó là phải thỏa lòng không? Không. Cái đó gọi là gì? Lười biếng. Mà sứ đồ Phao-lô nói như thế này ở trong sách Tê-xô-lê-ca thứ nhì chương 3 câu 11: vậy chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng trở chăm những việc vô ích. Chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu Christ bảo khuyên những kẻ đó phải yên lặng, phải làm việc hầu cho có bánh của mình làm ra. Như vậy cái sự thỏa lòng không có nghĩa là chúng ta lười biếng. Hầu việc Chúa cũng phải sốt sắng. Làm công việc Chúa sốt sắng, có thể không làm công việc thế gian nhưng làm công việc Chúa phải sốt sắng. Tôi thấy có những mục sư chỉ có giảng 4 ngày Chủ nhật, còn những ngày khác không có làm gì cả. Thì đó không phải là cái sự thỏa lòng, phải không ạ? Cho nên cái sự thỏa lòng nó mang cái tính tích cực, là thỏa lòng về mọi hoàn cảnh. Sung sướng cũng được, nóng cũng được, mát cũng được. Ăn uống đơn giản cũng được, mà ăn uống ngon cũng được. Ở khách sạn 5 sao cũng được, mà ở khách sạn 1000 sao cũng vui. Tôi và vợ tôi đã từng dừng xe lại ở giữa chừng ngủ. Tôi ngủ để có sức để tôi tiếp tục lái xe nữa. Và tôi không cần phải vô khách sạn, vì khách sạn nó tốn thêm 300-400 ngàn. Tôi dừng xe và ngủ vài tiếng đồng hồ, có thể tốn chừng 50 ngàn tiền xăng thôi. Là chúng tôi đã ngủ được một giấc rồi, để tiếp tục đi nữa. Rồi chúng tôi ăn uống cũng đơn giản lắm. Nhiều khi ăn mua cục xôi hai vợ chồng lên ăn, hoặc là mua một cái phần cơm hai vợ chồng lên, tôi vừa lái xe vợ tôi đút cho tôi ăn, vậy đó. Và chúng tôi vẫn có thể tiếp đi công việc Chúa. Vào nhà Chúa, vào con cái của Chúa, nhà nào họ đãi ăn gì, cảm ơn Chúa ăn cái đó. Và thú thật với anh chị em, có những món đặc sản mà mình ăn không được, nhưng mà cũng vui mừng mà ăn. Bởi vì sao? Đó là tấm lòng của anh chị em để đón tiếp chúng ta. Thỏa lòng là như vậy đó anh chị em. Cho nên thỏa lòng đó là một cái lời lớn. Thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, nghịch cảnh cũng được, thuận cảnh cũng được, vui cũng được, buồn cũng được, sung sướng cũng được, khó khăn cũng được, nắng cũng được, mưa cũng được. Nhưng có những người thì nắng không chịu, gì nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mùi sương, đi ra đường là bệnh. Cho nên không thể hầu việc Chúa được. Và cái điều câu thứ 9 và câu 10: còn những kẻ muốn nên giàu có, ác xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có những kẻ đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Có nghĩa là đánh đổi cái giá trị thuộc linh để lấy giá trị thuộc thể, thì họ sẽ phải trả giá cho điều đau đớn đó. Cho nên ở đây Chúa muốn chúng ta, đó là chúng ta phải thay đổi cái thứ tự ưu tiên, bắt đầu tập để mang ách của Chúa và học theo Chúa, thì linh hồn chúng ta sẽ được yên nghỉ. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 đến 30: ta có lòng nhu mì và khinh nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi được yên nghỉ. Anh chị em sẽ đến một cái mức độ tăng trưởng thuộc linh là khi mình mất miếng ăn trước mặt mà chúng ta không thấy, cảm thấy khó chịu. Đó là đạt cảnh giới. Đúng không ạ? Và cái điều cuối cùng đó là gì? Tập để gieo cho thánh linh. Chúng ta ngừng gieo cho xác thịt mà chúng ta bắt đầu tập gieo cho thánh linh. Đó là những điều mà thánh linh ưa muốn, chúng ta bắt đầu tập gieo cho thánh linh. Chấm dứt sự gieo cho xác thịt. Tại vì sao? Gieo cho xác thịt sẽ gặt sự hư nát.
Tại vì xác thịt nó bị rủa xả. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Thánh Linh ban sự sống cho tôi và anh bà chị em. Cho nên để chúng ta giải quyết được cái đất gai góc này thì chúng ta phải làm gì? Chân sự lo lắng mình trong tay Chúa. Và cha ơi, con xin trao những cái lo lắng của con trong tay Chúa. Cha ơi, xin trao những cái mê đắm về của cải vật chất này của con ở trong tay Chúa. Và Chúa biến đổi đời sống của con để đời sống của con khao khát theo ý định của Ngài hay là ước muốn của Ngài. Dần dần ông bà chị em ta thấy những cái ước muốn trong lòng của chúng ta được thay đổi hồi nào chúng ta không biết. Tại vì sao? Bởi vì lời của Đức Chúa Trời đã đi vào bản tánh của Chúa Giêsu, đã thay đổi bản tánh chúng ta. Ước muốn của chúng ta bây giờ không còn ước muốn cho xác thịt nữa, mà chúng ta được ước muốn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Đất gai góc sẽ được chữa lành. Chúa sẽ khiến chúng ta có thể tất cả gai góc phải được nhổ lên để loại trừ nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Chúng ta cùng nhau đọc chung hai câu kinh thánh để chúng ta kết thúc. Ê-sai 55. Ê-sai 55. Câu 10 và câu số 13. Câu 10, 11 và câu 13. Dạ, chúng ta cùng nhau đọc. Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy. Đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắn sẽ làm tròn công việc ta muốn và thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Câu 13. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt. Cái gì thay cho bụi gai anh chị em? Và cái gì thay cho gai gốc? Cây sim. Cây tùng và cây sim là tạo vật của Đức Chúa Trời. Cây tùng nó có một cái sức mạnh cực kỳ, nó lớn có thể cỡ 4 hoặc là 10 người mới ôm được hết cái gốc của nó. Và cái gốc của cái tùng nó lạ lắm. Nó là kể cả chúng ta chặt nó, chúng ta băm nó ra thì cái nó cũng sanh cái cây khác, nó cứ mọc lên mọc lên. Có nghĩa nhìn hình ảnh về lời của Chúa ở trên câu 10 nói rằng đó là lời Chúa. Thì nếu anh chị em có lời Chúa đầy trong lòng anh em thì gai gốc trà chơm nó sẽ đi. Nó sẽ đi. Amen. Dạ, yeah. Anh chị em hãy để cho một cái chỗ quan trọng nhất trong đời sống chúng ta, đó là lời Chúa ở trong con. Cái vị trí quan trọng nhất đó là lời Chúa ở trong con. Thì cây tùng và cây sim nó sẽ thay thế cho trà chơm và gai gốc. Nếu ai còn đang cảm thấy trong đời mình có trà chơm, có gai gốc, tức là gì? Còn lo lắng và còn mê đắm về của cải. Thật ra ai cũng cần hết á. Vật chất hay là tiền bạc nó là một đầy tớ tốt, nhưng nó trở thành ông chủ xấu. Chúng ta biết đặt cái thứ tự ưu tiên trở lại một cách đúng đắn thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ có đầy tớ tốt để có thể giúp đỡ cho đời sống tôi và cho em. Tiền chúng ta cần, hội thánh cần tiền để làm công việc của Chúa, nhưng không phải là bằng cần tiền bằng mọi giá. Amen. Xin Chúa ban phước để tôi và cho em đặt thứ tự ưu tiên, thì lúc bấy giờ Chúa sẽ là đấng chủ thể của chúng ta, gai gốc trà chơm sẽ bị loại trừ và thay vào đó là gì? Cây sim và cây tùng nó sẽ được lớn lên. Amen. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý bà chị em. Hallelujah. Xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta cầu nguyện với Chúa giờ này. Hallelujah. Xin mời ban nhạc chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa. Hallelujah. Đặt tất cả mọi sự theo Chúa của chúng ta. Chúng ta nguyện theo Chúa của chúng ta suốt cả cuộc đời này. Hallelujah. Đặt Chúa là quan trọng nhất ở trong đời sống của chúng ta. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.